chuẩn, đúng không? Là mình dùng công thức này, đúng chưa? Rồi cái dạng hai của mình là cái gì? Phân phối chuẩn, chưa biết độ lệch chuẩn thì mình dùng cái công thức này. Lưu ý là dùng chỗ này là S chia căn N, đúng không? Nhưng mà chỗ này là T, N trừ 1, alpha chia 2. Bây giờ mình sang cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là cái trường hợp biết phân phối, chưa biết phân phối xác suất của X nhưng mà mẫu lớn. Và cái trường hợp, những cái trường hợp nào mà mẫu lớn thì mình đều dùng cái này hết. Đó. Nếu mà chưa biết luật phân phối của xác suất của X á, và mẫu lớn, hoặc mình có thể biết luật phân phối xác suất của X mà mẫu lớn, mình biết luật phân phối xác suất của X nhưng mà biết nó không có tuân theo luật phân phối chuẩn gì chẳng hạn mà mẫu lớn, thì mình vẫn dùng công thức này, vẫn dùng công thức này. Mình nhớ là gì? Nếu như mà không biết cái độ là chuẩn đó, thì mình nhớ là cái ếch bình phương lúc nãy, cái phương xe mẫu đó, khi mình học ước lượng điểm đó, thì cái phương xe mẫu nó là ước lượng không chệch cho sigma. Cho nên ở đây mình có thể lấy cái giá trị của cái ếch này nè, là độ lệch chuẩn mẫu, không, mình có thể sắp xỉ cho sigma. Cho nên là mình có thể lấy sắp xỉ cho sigma, cho nên mình có thể đảo về cái bài toán là phân phối chuẩn biết sigma, đúng không? Tức là, nhưng mà ở đây nó không biết luật của ít, cho nên là mình không biết nó có tuân theo luật chuẩn không. Nhưng ở đây mình sẽ nhờ cái mẫu lớn và cái định lý giới hạn trung tâm, và mình sẽ tôi nhớ lại là khi mà mẫu lớn, thì em nhớ là cái kết quả ở chương chương 4 chúng ta định lý giới hạn trung tâm đó, z bằng x ngang trừ mi chia sigma nhân căn n, cái này là nó có luật phân phối chuẩn không một khi mà mẫu lớn, khi mẫu lớn, đúng không? Nhưng mà ở đây là phải sigma mới được, sigma mới được. Nhưng mà cái đặt cái vấn đề ở chỗ này là mình chưa biết sigma. Chưa biết sigma thì mình có thể lấy cái ếch mình sắp xỉ cho sigma, đúng không? Lấy cái ếch sắp xỉ cho sigma chỗ này, cho nên chỗ này em thấy nó là ếch nè, có sigma. Vậy thì nếu như mà nó có sigma thì sao? Có sigma thì cái chỗ này để sigma vô nó hiệu quả hơn. Các em hiểu không? Chỗ này mình để sigma vô hiệu quả hơn. Cho nên là trong cái trường hợp này mà mẫu lớn đó, thì cái khoảng tin cậy 1 trừ alpha cho mi, tức là khoảng ước lượng cho mi với độ tin cậy 1 trừ alpha đó, là nó là x ngang trừ e, x ngang cộng e. Và e mình sẽ tính công thức là bằng z alpha chia 2 nhân cho s chia căn n. Đấy, thì cái công thức này mình gọi là công thức số 3 đi, để cho nó dễ, thức số 3. Rồi hai cái công thức trước là mình gọi là công thức số 1, số 2, công thức này số 2 đi. Đúng không? Đấy. Công thức này mình gọi là công thức số 1. Đấy. Vậy thì mình có 3 công thức nè, ước lượng trung bình 3 công thức rồi ha. Ở đây là mình được 3 công thức rồi đó. Bây giờ với cái công thức số 3 này, thì lưu ý em công thức số 3 này, ví dụ như trong cái bài toán mà nó cho cái độ lệch chuẩn tổng thể luôn, sigma luôn, thì cái chỗ này mình thay bằng cái sigma nó tốt hơn cái ếch, đúng không? Tại vì cái ếch này nó chỉ là cái sắp xỉ cho cái sigma. Trong trường hợp mình không biết sigma thì mình có thể lấy cái ếch sắp xỉ cho sigma, mình thế vô công thức này được. Đấy. Trong cái định lý của mình là chính xác là chỗ này nó phải là sigma, thấy không? Định lý giới hạn trung tâm đó. Đó, cái chỗ này nó phải là sigma. Nhưng mà ví dụ như mình không có sigma thì mình có thể lấy ếch sắp xỉ cho sigma. Ví dụ như mình ngày xưa người ta nói không trâu bắt chó đi cày đó, thì ví dụ như mình không có trâu thì mình có bò thì mình dắt bò đi cày nó tốt hơn là dắt chó, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình lưu ý cái công thức này, phải không, là khi mẫu lớn thì em dùng công thức số 3 này cho thầy. Mà ví dụ như mẫu lớn mà nó cho biết sigma thì mình có thể sai thay cái chữ sigma và cái chữ s này nó chính xác hơn. Đấy, thì lưu ý như thế thôi. Nhưng mà thường mấy cái bài tập mà khi mà mình chưa có biết phân phối của x thì mình làm sao biết sigma á, mình phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại nó như thế. Cho nên ở chỗ này là mình nhớ công thức là e bằng z alpha chia 2 nhân cho s chia căn n. Mà em muốn tra cái z alpha chia 2 này thì em phải lấy 1 trừ alpha chia 2 rồi em tra cái bảng số 3 giùm thầy ha. Còn nếu mà em muốn tra cái bảng số 2 t lúc nãy đó thì em chỉ là
alpha chia 2 thôi. Đấy, bây giờ mình sang cái ví dụ. Tại một địa phương A khảo sát tuổi thọ ngẫu nhiên 100 người. Thì mình thấy là tuổi thọ trung bình của là 70 tuổi với độ lệch chuẩn S là 8,9 tuổi. Bây giờ hãy ước lượng tuổi thọ trung bình tại địa phương A với độ tin cậy 90%. Thấy không? Thì bây giờ ở địa phương A mình khảo sát cái tuổi thọ của 100 người. Thì mình thấy là tuổi thọ trung bình là 70 và độ lệch chuẩn của nó là 8,9. Bây giờ ước lượng tuổi thọ trung bình địa phương A. Thì mình đã thấy là gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của người dân ở địa phương trên, thì cái cỡ mẫu mình lấy là n bằng 100 mà lớn hơn 30 à, thỏa điều kiện rồi. Đúng không? Và từ cái mẫu này người ta tính được cái trung bình mẫu ở đây là trung bình mẫu ở đây là nó ký hiệu là x ngang đó, là 70. Và độ lệch chuẩn mẫu nó ký hiệu là s là 8,9. Thấy không? Bây giờ mình cần ước lượng khoảng, tức là ở đây mình sẽ tìm cái khoảng gì các em? Mình ghi ngoài nháp nè. Ở đây là mình sẽ tìm cái gì? Tìm cái x ngang trừ e. Mình sẽ tìm cái x ngang trừ e. X ngang cộng e. Nhưng mà ở đây là do cái mẫu lớn cho nên e mình sẽ tính bằng cái z alpha chia 2 nhân cho s chia k n, đúng không? Đấy, đầu tiên mình sẽ tìm cái thằng này trước. Đấy. Z alpha chia 2. Thì bây giờ em thấy là cái này thầy ghi thiếu rồi. 1 trừ alpha bằng 0,9 nha các em, 0,9, chỗ này là 0,9 nè. Không. 1 trừ alpha bằng 0,9. Như vậy thì 1 trừ alpha chia 2 là 0,95. Đúng chưa? Bây giờ 1 trừ alpha là bằng 0,9, như vậy thì alpha của mình nó là bằng 0,1 mà chia 2 là nó ra 0,05. 1 trừ 0,05 là ra 0,95. Đấy, bây giờ thầy tính toán lại từ 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 cho các em này coi nè. 1 trừ cái này là nếu mà mình không biết cái tính phương trình thì mình bấm shift xô cho nó rồi phải không? Đấy, bấm shift xô. Đấy. Để ra 0,1 phải không? Là x là 0,1 đúng không? Nghĩa là mình lấy 1 trừ x chia 2. Đấy, là nó ra nhiêu? 0,95. Đúng chưa? Ra 0,95 rồi là mình cứ tra bảng thôi, cứ tra bảng. Lúc nãy là cái bảng của mình là cái bảng số 3 các em. Cái bảng 0,95 nè. 0,95. Để coi cái bảng nằm ở đây. 0,95 lấy cái bảng số 3. Bảng số 3 này không? Đây, 0,95. Đấy. Thì nếu mà z alpha là 0,95 thì cái z nó sẽ bằng gì? Phi của z bằng 0,95 thì z nó bằng 1,6449 ha. Đấy, mình tra z bằng 1,6449. Đấy, thì nó ra là z alpha chia 2 bằng 1,6449. Chưa? Rồi cái sai số ước lượng thì mình sẽ lấy là 1,6449 nhân cho cái S lúc này nó bằng 8,9 nha, 8,9 và chia cho căn N, tức là chia cho 10. Thì tính nhẩm ra là căn 100 là 10 đó kìa. Nên chia cho 10. Thì nó ra 1,4640. 1,4640 phải không? 4640. Rồi sau đó là mình lại tiếp tục lấy cái gì? Lấy cái x ngang là 70. 70 nè. Trừ cho e. Là nó ra 68,5360 rồi chỗ này sửa này thì dấu cộng thì nó ra như 714640. Thế mình kết luận là tuổi thọ trung bình của người dân địa phương A là từ 68,536 tuổi, không? 68,53 hay là 54 được ha? Tức là phải 68 tuổi rưỡi đến 71 tuổi rưỡi. Đấy, thì tuổi thọ trung bình của người dân ở địa phương là từ 68 tuổi rưỡi đến 71 tuổi rưỡi. Đấy, thì ở đây là cái kết luận của bài toán.